Xin kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con thành tâm cung kính hướng về hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni tại đạo tràng chùa Tu Viện Từ Vân trong khóa tu một tuần cùng với quý đồng hương Phật tử an bằng. Xin cảm niệm quý ngài đã cho phép chúng con được về đây thăm đạo tràng và chia sẻ với quý Phật tử, thăm viếng quý đạo hữu. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 5 năm 2024. Đầy đủ duyên lành, Pháp Hòa được trở về Tu Viện Từ Vân thuộc thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Đặc biệt lần này là trong khóa tu dành riêng cho tăng ni Phật tử đồng hương An Bằng ở Huế. Pháp Hòa đã nghe rất nhiều về khóa tu này và lần đầu tiên cùng được đến thăm và chia sẻ với quý vị. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hình như là mình mới bắt đầu khóa tu ngày hôm qua hả? Phải không? Và kéo dài đến ngày Chủ Nhật. Thưa đại chúng, khi Pháp Hòa có lên lịch đi giảng ở bên Mỹ thì Thầy Tịnh Mãn có liên lạc. Và lúc đó thì theo chương trình là Pháp Hòa ở Dallas. Và đúng ra thì ở Dallas dài hạn hơn. Nhưng vì Thầy Tịnh Mãn cho biết là đang có khóa tu và cũng muốn Pháp Hòa qua để thăm và chia sẻ, cho nên mình cắt bớt bên Dallas 2 ngày, bữa nay với ngày mai. Vì vậy Pháp Hòa mới có mặt ở đây với đại chúng. Và lịch thì thể lên tới 6 buổi. Pháp Hòa nói thầy muốn cho Phật tử khỏi ăn cơm, gặp Pháp Hòa là bưa đó. Thưa đại chúng, sáng hôm nay được về, tối hôm qua Pháp Hòa ở trên Colorado Spring tại tu viện Vườn Thiền Suối Pháp. Và sáng hôm nay thì trở về đây và thăm đại chúng. Thì thưa đại chúng, là trước hết là xin tán thán tinh thần của quý Phật tử đồng hương An Bằng. Dù cuộc sống bận rộn, rất nhiều việc phải lo toan, nhưng đại chúng cũng đã dành cái thời gian để mỗi năm cùng quy tụ về nuôi dưỡng nhau. Trước hết là nuôi dưỡng tình đạo, tình đồng hương, nuôi dưỡng đạo tâm, đạo tình, và nuôi dưỡng cái đời sống của mình. Và cái điều đó rất là cần. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta có hai việc phải làm. Là thứ nhất là mình phải lo cơm áo gạo tiền cho cuộc sống. Nhưng mà rồi cuối ngày trước khi đi ngủ, chúng ta cũng nên dành cho mình một khoảng thời gian nào đó, 15-20 phút hay nửa tiếng, để chúng ta hướng tâm về Tam Bảo. Để làm gì? Để giây phút đó nuôi dưỡng lại cái tinh thần, cái chí, cái lực để mình tiếp tục cho ngày hôm sau. Tại như vậy thì chúng ta mới quân bình được cuộc sống. Mà Đức Phật á, thì luôn luôn dạy chúng ta làm sao chúng ta cố gắng, chúng ta quân bình được trong cuộc sống của mình, giữa vật chất với tinh thần. Vì vậy mà chúng ta thường hay trưng bày trên chánh điện. Bên này cây đèn thì bên này cũng cây đèn. Hay là bên này giữa trái cây thì bên này một bình hoa, nếu là lẻ. Còn nếu cặp thì hai dĩa trái cây, hai bình hoa. Mà nếu cái đó là một cái bát hương thì chúng ta để ngay giữa. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái bàn Phật á, lúc nào nó cũng có sự cân đối. Phải không? Hễ mà nếu mà chỉ là một bình hoa thì bên này đối lại là một
dĩa trái cây. Còn nếu không thì hai bình hoa, hai đĩa trái cây, hai ly nước. Mà hễ là ba ly thì chúng ta ráng để ở ngay giữa để làm sao nhìn nó cân xứng. Như vậy thì cái ý nghĩa của cái bàn thờ đó, từng chi tiết chưa nói, nhưng nói lên cái hình ảnh tại sao chúng ta phải làm trưng bày như vậy. Bởi vì chúng ta muốn nói lên cái tinh thần cân đối trong đạo Phật. Bởi vì nếu chúng ta thái quá một điều gì, điều đó cũng không tốt. Ví dụ như về nhà không lo cơm nước cho gia đình, cứ tối ngày mở pháp ngồi nghe, trong khi đó con khóc, vợ đói, chồng đói, không lo, nó không kiếm gì ăn đỡ đi, em bận nghe pháp. Thấy không? Thì nghe pháp kiểu này là có ngày nhờ luật sư giải quyết. Nghe ông thầy mà cuối cùng phải nhờ luật sư, vì chúng ta không biết sự cân đối, chúng ta không biết quân bình. Vì vậy mà trong cái điều thứ năm á, trong năm cái điều ăn cơm mà khi quán nguyện đó, thì cái quán nguyện thứ ba là quán nguyện thứ, cái quán nguyện thứ ba là xin nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tâm tham, và nguyện ăn uống có chừng mực. Đó là, hoặc là mình nói ngược lại là nhất là tâm tham và ăn uống không chừng mực. Thì có hai cách mình nói. Một là mình nói xin nguyện ăn uống có chừng mực, nghĩa là nếu chúng ta đói quá, chúng ta không thể nào chúng ta ngồi yên được. Ví dụ giờ này mà chưa cho ăn sáng mà bắt ngồi nghe pháp là bảo đảm nghe không nổi rồi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà ăn quá no thì lát vô đây là liêm diêm, bởi vì 5 giờ sáng đã dậy rồi. Cho nên ngủ cũng vừa chừng, ăn cũng vừa chừng, mà thậm chí ngồi nghe pháp. Bây giờ là ba nghe pháp, các thầy giảng người ta cũng có quy định, ba tự quy định thôi chứ chẳng ai nói gì. Một là giảng 45 phút thôi, cao lắm là 1 tiếng thôi, làm lắm là 1 tiếng rưỡi, mà đôi khi bonus làm 2 tiếng. Nhưng mà maximum cỡ đó thôi, chứ hơn nữa là ngồi không nổi. Nhưng mà lúc đó là bắt đầu mọi người thân tâm cũng đã mỏi mệt và không còn tiếp xúc được nữa. Cái gì nó vừa chừng là nó đủ, cái gì nó dư là nó dội lại, phải không? Cho nên khi mình trưng bày cái bàn Phật, tại sao ý nghĩa của bình hoa, ý nghĩa của dĩa trái cây chưa nói, nhưng mà nói tại sao cái hình thức chúng ta phải để hai. Ở đây muốn nói đến sự gì? Cân đối trong cuộc sống. Còn nếu mà quý vị nào mà có tham dự mấy cái lễ cúng linh đó, tại sao khi mà châm trà rồi á, thì gia chủ lại hai lạy thôi. Suốt cái buổi lễ lại hai lạy, rồi đầu lễ thì lại bốn lạy, rồi cuối lễ bốn lạy cũng được. Nhưng mà giữa lễ, giữa khóa lễ đó, khi châm trà, khi dâng cơm lên cho người mất, gia đình lại có hai lạy thôi. Thì cái hai lạy đó cũng không ngoài cái ý nghĩa gì. Cái ý nghĩa là chúng ta biết dung thông giữa âm và dương, giữa sự và lý, không? Giữa sống và chết. Người chết đã chết rồi mình kêu là người âm, nhưng mà thực tế là họ chưa đi chôn, họ còn ở trên cõi thế này. Đó, giao thoa giữa âm và dương. Và nhờ cái người mất này, cho nên hôm nay mới thiết cái lễ kỳ siêu này. Nhân người mất mà chúng ta tụng kinh khai thị, nhưng mà thực tế nhất người đang nghe lời khai thị, thực tế nhất chính là những người thân của họ đang ngồi đây, đang quỳ xuống đây, họ nghe lời kinh, nghe lời kệ, họ phát tâm, họ hướng thượng, hướng thiện, họ được khai thị. Người mất được khai thị, mình vì người mất mà khai thị. Còn thật sự người mất đó ngồi nghe bao nhiêu, có ở đó không, mình không thấy, không biết, nhưng mình tin rằng người đó có mặt ở đây nghe mình khai thị. Nhưng mà trước mắt mình chính là người thân của họ. Cho mình có cái lễ quy hương linh, người thân họ cầm cái hình hoặc cái linh vị lên quy, nhưng mà chính lúc đó người thân được nói lên lời quy y. Có thể trong lúc sống họ không nghĩ tới, nhưng mà vì người thân mất họ làm. Như vậy thì lấy cái lễ cầu siêu, và trong khi đó tụng cầu siêu mà người sống cũng được nghe, người sống siêu được khổ đau phiền não, lập tức trong lòng họ an trở lại. Họ đang khổ đau, họ đang hụt hẫng,
Nhưng mà họ nghe được cái lời khai thị đó, họ bớt đi khổ đau, bình an trở lại. Như vậy trong siêu có an, nhờ siêu mà có an. Mà khi họ an rồi thì tâm họ siêu vượt những khổ đau, những phiền não. Vậy ngay người sống đang an thì chính an đó họ cũng siêu. Thì bây giờ mình mới thấy được an và siêu dung thông với nhau. Cho nên quý vị nghe cái bài không? Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Ngàn sông đổ về cũng ở trong biển lớn đó. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Mình gặp, mình nhìn cái hiện tượng, mình nói ô, mặt trăng lặn rồi, lặn đi đâu? Nó cũng ở đó chứ đâu. Nhưng mà nó khuất mình không thấy thì mình gọi là trăng lặn thôi. Hoặc là chiều nay khi mặt trời xuống thì mình gọi là trời lặn, nhưng mà lặn đi đâu? Cũng ở đó thôi. Trăng lặn không lìa trời. Lấy hai hình ảnh, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, để nói là chúng ta biết rằng âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Bây giờ người niệm Phật nhất tâm, người niệm Phật mà nhất tâm thì nhất định người nghe sẽ hướng tâm. Pháp Hòa ví dụ, một ca sĩ mà lên hát, họ hát tha thiết, chừng đó mình có lắng nghe họ không? Lắng nghe. Tại vì họ đã cho ra được cái nội lực của họ trong bài hát, thì nhất định người nghe, khán giả sẽ lắng nghe họ. Tại vì sao? Hai cái tâm nó tương đồng. Cũng như thế, cũng như thế. Người nói Pháp, chúng ta gọi là thuyết. Nhưng mà trong cái chữ thuyết đó, vì sao được gọi là thuyết? Tại vì người nói hết tâm, người nghe phải hết lòng. Nếu mà người ngồi nói đó, nghe, nói, mà người nghe không chịu nghe, lao sao, nói chuyện, người nói còn hứng thú nói không? Không. Tự động nó dội liền. Nhưng mà ngược lại, người nghe thì nghe hết lòng, mà người nói thì không có tâm, không tương dung. Cho nên nội chữ thuyết thôi. Nội một chữ thuyết. Cho nên trong kinh dùng Phật thuyết A-di-đà kinh, Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Cái gì cũng nói Phật thuyết hết. Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh. Vậy chữ thuyết trong chữ Phật đó là nghĩa là gì? Vì Phật lấy hết tâm Phật nói, và chúng ta là người hết lòng lắng nghe. Nó tương đồng với nhau. Cho nên mình khi mình cúng á, mình thắp một cái hương. Thật ra cái hương là một biểu tượng, vì cái hương đó tự nhiên theo cái văn hóa mình á, làm gì mà vừa cầm cái hương lên á, mình cảm nhận được một cái sự tiếp nối, một cái sự connect, một cái sự liên, một cái sự truyền thông. Cho nên cũng cúng ai cái tự nhiên cầm cái hương lên. Rồi khi mà cái hương vừa cầm lên thì cái tâm mình nhiếp lại, và mình hướng tâm về cái người đó. Vậy thì khi chúng ta còn sống, chúng ta bày một bữa ăn lên cũng là một hình thức cúng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần đứng thưa mà không cần nhang. Tại vì có mặt ở đây rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt, các vị nhìn lên thấy miệng người nói, thấy diện mạo người nói. Còn người nói thì nhìn xuống đại chúng. Bây giờ cái hương của chúng ta là gì? Đó là ánh mắt tiếp nối. Đã có mặt ở đây rồi, cho nên cái sự tiếp nối nó có. Nhìn xuống, kính thưa đại chúng, thì đại chúng nhìn lên. Hôm nay chúng em rất cảm ơn anh chị đã thể niệm lời mời của gia đình chúng em đến đây để dự với chúng em một bữa tiệc chung vui, thí dụ đó. Đó là khấn đó, nhưng mà khấn với người sống. Bày biện cúng hết chứ gì đâu. Cũng có chén nè, có đũa nè, thức ăn là bốn người mâm nè. Cúng trên kia cũng giống hệt chứ gì đâu. Nhưng mà hễ với người mất, thêm cái nữa thôi, thêm cây nhang thôi. Đây nè, bình hoa có sẵn rồi nè. Quý vị không thấy cái khay lễ thỉnh quý thầy hả? Bình hoa, cặp đèn, bát hương, chỉ thiếu cái hình ông thầy thôi. Ông thầy đi làm sao rồi hình đó. Cúng hết chứ gì đâu. Nhưng mà nói vậy thì đâu phải chết mới cúng. Không phải chết mới cúng. Ngay bây giờ chúng ta đã cúng cho nhau. Chúng ta đã cúng cho nhau. Cho nên mình cúng nhau bằng cái gì? Cúng nhau bằng cái tâm niệm.
Cho nên tùy hoàn cảnh. Vì vậy mà người xưa dùng cái câu đó, sanh tử hữu thù đồ, âm dương vô nhị lý. Cõi âm và cõi dương nó không có lý, nó không có hai, nó chỉ là một thôi. Nhưng mà sanh tử hữu thù đồ, đối với sống làm sao, đối với chết sao, nó có cái phương cách của nó. Đối với người sống, vì các vị đang có mặt ở đây, chỉ cần nói thưa đại chúng cái là ánh mắt nhìn lên liền, vậy thì nó có đã sự connect rồi. Còn đối với người mất, họ không có mặt ở đây, mình phải lấy cái hình họ để đó, rồi mình cầm cái hương lên, mình nhìn cái hình đó, mình contact với họ. Để chi? Mượn cái hình đó làm cái chỗ tiếp nối giữa mình. Người xưa không có hình, ngày xưa không có hình, cho tên mới làm bài vị, làm cái linh vị để tên họ người đó, năm sanh ngày mất, phải không? Vì rồi bắt đầu mình nói là gì, cái người đó tọa vị, tức là ở trong cái linh vị này. Trong Phật giáo Việt Nam, ngoài cái linh vị ra, chúng ta thêm một bức hình. Tại vì thời buổi bây giờ chúng ta có được một bức hình, thì chúng ta có tấm hình để làm gì? Làm gì làm nó vẫn có cái sự tiếp nối hơn, cái sự giao thoa. Cho nên nhìn cái hình người mất để mình nói. Cho nên người đó mất rồi, mình tới mình nhìn cái hình đó, muốn tâm sự, muốn khóc lóc, muốn thở than, muốn vui buồn gì đó, nó nhìn cái người đó. Trở đây, cái sự tu tập của chúng ta là chúng ta hiểu được, nếu như người khác nhìn mình, người ta có thể nói mình là đang vui những cái vui phi thời, tự nhiên đi làm cho cực nhọc, không đi đâu chơi hết, mỗi năm kéo nhau đi tới chỗ nào đó ở chung tu tập vậy cả 5-6 ngày. Nhưng mà có những cái vui 5-6 ngày có, nhưng mà sau một cái vui đó mọi người trở về rồi thì cũng bình thường vậy thôi. Bất quá là những niềm vui ở mặt nổi, những cái vui này sau khi mình lắng rồi thì nó còn lưu lại. Nó lưu lại, nó rơi rớt những cái gì đó trong tâm hồn của mình. Thí dụ ngày suốt 7 ngày tới 5-6 ngày đây, quý vị có thể nghe rất nhiều bài pháp từ quý thầy. Và mỗi thầy sẽ có một cái phương pháp truyền đạt, cái lời dạy khác nhau. Ít nhất mình nghe xong một thầy, mình lượm được 10%, 20%. Mà 6 ngày như vậy, 60-70% Phật pháp, như vậy thì mình đủ về mình nuôi dưỡng thân tâm mình suốt một ngày. Vậy thì bây giờ mình đem cái đó về mình thể hiện. Đây chỉ là một khóa tu thôi. Mà khóa tu này giờ có kéo dài mấy đi nữa cũng phải hết ngày. Tại vì nó có một khóa. Một khóa 5 ngày, một khóa 6 ngày gì đó. Nhưng mà trong cái một khóa lớn này nó còn những chi tiết. 5 giờ thức dậy, 6 giờ ngồi thiền, 7 giờ ăn sáng, vân vân. Đó là những tiểu khóa. Đó là thời khóa. Còn đây là một cái khóa lớn. Nhưng mà thủy chung khóa nào đi nữa cũng để làm gì? Để thúc liễm, đưa con người trở về. Vì chúng ta sống chúng ta hay bị chi phối. Bây giờ thí dụ đưa quý vị về đây ở 5-6 ngày mà không cho thời khóa gì, biết làm gì? Giờ đặt ra 5 giờ dậy cái tự nhiên tới giờ đó mình phải dậy. 6 giờ ngồi thiền thì tới giờ đó phải tập hợp. Như vậy tất cả cái thời khóa nhỏ nhỏ đó để làm gì? Để chúng ta có cái hướng về. Để chúng ta có hướng về. Thì bàn thờ cũng thế. Những cái phương pháp cũng vậy. Để chúng ta dung thông. Nhà Phật gọi cái đó là gì? Nhị đế dung thông. Đời với đạo. Bây giờ mình đến đây một ngày. Ở nhà mình á. Mình cũng phải có thời khóa. Sáng mấy giờ dậy. Mấy giờ lo cho con. Mấy giờ ra cửa đi làm. Người nào biết đoạn đường mình đi kẹt xe phải đi sớm hơn chút. Mình phải có mặt ở tiệm, ở hãng lúc mấy giờ, rồi mấy giờ mình phải ra về. Quý vị cũng có khóa vậy, cũng có thời khóa nhà vậy, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Mình cứ nghĩ cái đó là cái gì đâu, là cực khổ vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra thời khóa của mình hết á. Nhưng về nhà mình có cái thời khóa theo gia đình. Mình vô chùa mình tu tập, đi một khóa tu có thời khóa tu tập. Nhưng hãy lấy cái năng lực này để ôm ấp những cái thời khóa gia đình. Để làm chi? Để nó không trở thành ra quá đời mà chúng ta cảm thấy là một sự cực nhọc, sự khổ đau. Ở chùa sáng ngủ dậy 5 giờ,
nhưng mình không thấy gì gọi là đau khổ cực nhọc, tại trong bụng mình biết đi tụng kinh, đi ngồi thiền. Còn ở nhà ngủ dậy, trời ơi chán quá, chuẩn bị đi làm nữa rồi. Mới sáng dậy bắt đầu mở hàng mở hàng bằng một câu rất là tiêu cực, chán quá sắp sửa đi làm nữa rồi. Nhưng nếu mình có tu tập, mình đem cái năng lực này về, hạnh phúc quá, sáng nay được thức dậy đúng giờ. Hồi đêm hôm mình ngủ thẳng giấc, sáng nay mình được dậy, mình đi làm, mình lo cho gia đình. Hãy đem cái năng lực tích cực này về, thổi vào trong thời khóa của mình. Tại sao trong chùa cũng dậy 5 giờ mà không nói gì hết? Mà ở nhà mới 5 giờ dậy cái bắt đầu rên rồi. Phải không? Rồi ở nhà, ở đại chùa ăn cơm vừa xong là đứng dậy dành với nhau mà rửa chén. Còn ở chùa, ở nhà với nhau, lát không rửa nghe không? Ở nhà, ở vô chùa thì dành nhau mà rửa chén, còn về nhà sanh nạnh với nhau. Như vậy chúng ta không có dung thông được. Hiểu ý không? Quý vị tu tập làm sao chúng ta dung thông được. Cho nên tại sao khi bên này bon bon thì bên này phải cốc cốc? Đó là sự dung thông, sự tương nhiếp. Cũng như thế, về nhà vợ nấu ăn, chồng phải phụ rửa dọn. Chữ phải nói nghe nó nặng nề chứ nên, nên phụ. Phải không? 3 tiếng thì bên này phải đáp lại. Hiểu được chỗ đó không? Làm sao chúng ta dung thông được? Có thể người ta đáp mình, người ta đối với mình một, nhưng mà mình phải đáp tới 10. Chuông, cho nên chuông bên này đáp thỉnh lên 3 tiếng thì bên này đáp 3 tiếng mỏ. Rồi bên này đáp 1 tiếng, bên kia đáp 1 tiếng. Cũng giống như thầy chủ lễ vừa bắt kinh lên lư hương gì đó thì đại chúng phải chờ 1-2 nhịp để chúng ta bắt nhịp. Tụng kinh phải bắt nhịp tại tụng mới được, mới biết là thầy đang sướng, thầy đang tụng, thầy tụng giọng cao, thầy tụng giọng thấp, hay là thầy đang tán, mà tán nó cũng mấy loại nữa. Tán trạo, tán sấp, tán ngửa, tán nghiêng gì đó. Mình không catch được, mình bắt được nhịp, tán không vô. Vậy thì cuộc sống chúng ta phải bắt nhịp. Mình mới bắt nhịp với nhau, mình mới vô sống chung được. Có nhiều khi chồng vừa nói một câu, vợ chưa lắng nghe gì hết là đã nổi giận lên rồi. Chúng ta không bắt được cái nhịp tương đồng, làm sao cuộc sống có hạnh phúc. Chồng vợ mới vừa nói, chồng nó thấy nín đi, nói nhiều quá. Vợ mới vừa bắt nhịp lên là tắt đài. Hiểu ý không? Như vậy kinh của chúng ta, ngay cái thời kinh chúng ta, tại sao thầy chủ lễ bắt tụng kinh rồi chúng ta phải nghe, rồi chúng ta 4 chữ đầu im lặng không được tụng để thầy chủ lễ xuống, rồi chúng ta bắt nhịp từ cái câu thứ 5. Thí dụ như thầy chủ lễ nói tâm đành lệ, thầy dưới này đại chúng mới nam mô tận hư không. Thầy chủ lễ mới vừa chí mình vô bắt hết trơn, không biết bao nhiêu chí mà nhè vô bắt chí hết, không biết ông muốn tụng cái gì. Như vậy thì tại sao mình tụng cái đó? Tại sao thầy chủ lễ sướng mình 4 chữ rồi mình bắt đầu từ cái nhịp thứ 5? Đó là chúng ta bắt nhịp. Quý vị thấy hát nhạc không? Trước khi mà vô hát một bài, nhạc phải dạo, rồi ca sĩ mới nghe được cái điệu nhạc đó, ca sĩ bắt nhịp được. Vậy mà cuộc sống chúng ta không bắt nhịp được với nhau. Pháp Hòa nói như vậy á, để đại chúng sẽ thấy rằng đạo đó chan hòa trong đời, ôm ấp đời. Tại vì đời mà không đạo, đời sẽ khổ. Đạo mà không đời, đạo đổ cho ai? Bây giờ mình muốn đem đạo vào đời thì do chúng ta có đời cho nên mình mới có đạo. Đạo là gì? Là đạo lý, đạo đức. Ví dụ như mình nấu ăn thì nó cũng có cái đạo lý của nấu ăn. Có những món đâu ăn sáng được. Ví dụ như mình nói bữa nay
nhờ chị nấu cho bữa ăn sáng nha. Trời mới sáng sớm đổ bánh xèo. Thì miễn tôi có làm thôi chứ. Anh làm mà anh không có bắt nhịp. Anh làm mà anh không có tắm. Ta nhờ anh nấu ăn sáng, anh nấu cháo, nấu bún, nấu phở, nấu mì gì cũng được. Tự nhiên sáng sớm đổ bánh xèo ăn. Thì ráng rượng ăn thì cũng được thôi. Nhưng mà người ta vô, người ta nói trời đất. Phải không? Cho nên rồi bây giờ ngược lại, người ta nhờ mình nấu một buổi cơm chiều. Mùa nấu một buổi chiều nấu nồi chè ra ăn. Không vô nhịp. Thí dụ vậy. Cho nên làm việc gì chúng ta cũng phải có cái tư duy làm sao đặt để một cái thời khóa mà nó phù hợp với mọi người. Khóa tu này là khóa tu cho những đồng hương Phật tử an bằng. Sẽ có những thời khóa nào nó phù hợp cho tất cả. Rồi một khóa tu đó dành riêng cho Tăng Ni, nó sẽ có những thời khóa phù hợp cho Tăng Ni. Chúng ta làm việc chúng ta biết. Để chúng ta làm gì? Dung thông. Cho nên á, ở trong cuộc sống của chúng ta, cái chính á, là các vị vẫn sống trong đời. Các vị chưa vào đạo, nhưng mà lâu lâu mình về chùa để làm gì? Để thu nạp những cái năng lực để đem về mình ôm ấp từng cái việc làm của đời. Như là lái xe đi làm, như là đi vào hãng làm, như là đối xử với người thân, nói chuyện với người bạn trong hãng, trong tiệm. Tại vì nếu chúng ta mỗi cái mà chúng ta thiếu đi cái hương vị của đạo đó, thì cái đó nó sẽ thành ra rất đời. Và đôi khi chúng ta sẽ sống với nhau bằng cách là ăn miếng trả miếng, mà thiếu đi cái tâm độ lượng, thiếu đi cái tâm từ bi, thiếu đi cái tâm trí tuệ. Mà mình độ được cho người là ở đâu? Ở cái chỗ từ bi, trí tuệ và độ lượng của mình. Thí dụ như người đó đối xấu với mình mà mình vẫn xấu lại, thì người đó đâu có thấy gì đặc biệt hơn mình đâu. Thì người đó vẫn tiếp tục tìm cách xấu hơn. Nhưng mà ngược lại, nếu người đó xấu với mình mà mình lấy cái tâm không xấu, cái tâm tốt mình đổi, thì chính cái này là năng lượng. Người đó đang là một nắm muối. Nếu mình chỉ là một cái ly nước thì nó rất mặn. Nhưng nếu mình là một cái thau nước lớn, nắm muối đó không ăn thua gì hết. Như vậy nghiệp lực và khổ đau mình chỉ là một nắm muối. Nhưng mà sự tu tập của mình, phước lực của mình chính là một cái dòng sông, một cái thau nước lớn. Thì nắm muối đó có tới, nó không có ảnh hưởng được. Phải không? Cho Pháp Hòa có làm cái bài kệ. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan. Hận thù sẽ tan biến với tâm người thênh thang. Vậy thì quý vị nhớ mỗi ngày bước ra đường, có thể ai đó đang cầm sẵn một nắm muối với mình. Nhưng mà ráng tu tập. Mình không phải là một cái chung, mình không phải là một cái ly, mà mình là một cái thau nước. Tại sao vậy? Không khóa nào tu và vắng mình. Chùa tổ chức hàng tháng đều có mình. Và thậm chí mỗi tối mình vẫn có một thời kinh. Không lẽ năng lực tu tập của mình không đủ để ôm một nắm muối đó sao? Mỗi ngày mình vẫn tụng kinh nè. Hàng tháng mình vẫn về chùa thọ tu nè. Rồi các khóa tu lớn mình vẫn giữ nè. Nếu nói ra mình tu nhiều. Tu nhiều và tu khá. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận ra được mình huân cái gì trong khóa tu, mình nhận cái gì trong cái thời kinh của mình, thì muối đến thì mình vẫn mặn như thường. Nhưng mà nếu mình có năng lực của mình là một thau nước, là một cái dòng sông, thì nhắm muối đó không có ăn thua. Đây là lời Phật dạy. Tất cả những khổ đau của mình, giống như vừa rồi có Hòa kể chuyện trái khổ hoa vậy đó. Mình đem cái trái khổ hoa đó, mình đi đến đền nào, thánh nào, mình cũng đưa trái khổ hoa của mình cúng, mình làm đủ cách hết. Tới một cái chùa nào linh thiêng cũng đem trái khổ hoa vô để bàn thờ lại, lại xong thỉnh trái khổ hoa xuống, qua cái chùa khác linh thiêng để lên, làm bao nhiêu lần, rồi cuối cùng đem về nhà lại xong rồi bưng xuống nấu trái khổ hoa ra ăn. Ủa, cúng quá trời mà sao khổ hoa vẫn đắng? Mình quên rằng bản chất của khổ hoa là đắng. Thì cuộc đời này cũng vậy.
Nếu mình chưa tu thì mình vẫn còn ròng rặc cái chất đó. Quý vị thấy ngày hôm nay mình được ngồi trong cái đạo tràng chùa Từ Vân này là một màu nhiệm không? Ngày xưa chỉ là một cái vách núi, một cái khoảng đất trống. Vậy mà trong vòng có mấy năm, nơi này đã trở thành một ngôi chùa khang trang, uy nghiêm. Thì bây giờ mình gọi đây là gì? Đây là tịnh độ. Nhưng mà trước kia nó là gì độ? Nó là uế độ. Như vậy đại chúng nhớ rằng tịnh độ được làm từ uế độ. Hạnh phúc được làm bằng từ khổ đau. Thành công được làm bằng từ thất bại. Đừng quên chỉ hưởng cái hoa đẹp, cái trái ngon, cái lá xanh, cái thân tốt, mà quên rằng dưới rễ nó là một đất bùn sình dơ bẩn. Ở dưới tận chưa đó là một khúc đất dơ. Nhưng mà chính cái giống đất dơ này đã nuôi lên được một thân cây khỏe mạnh, có hoa đẹp, có trái ngon. Một con người họ thành tựu được ở dưới chiều sâu đó là bao nhiêu thử thách, bao nhiêu những khó khăn. Ngày nay cái ngôi chùa này nó vững được ở đây là vì nó cũng đã xây dựng rất kiên cố ở cái nền móng, từ một cái tường núi mà đi ra mà. Như vậy đâu phải đất trồng, đất đâu phải xây cái ngôi chùa này trên đất bằng, xây ở một cái lõm đất gồ ghề. Nhưng nếu chúng ta có những cây chống, cây đỡ dài, ngắn, ốm, to khác nhau, nó vẫn đỡ đần được cho cái tòa nhà này. Có phải không? Cũng như thế. Chúng ta cũng như thế. Quý vị đi ngồi đi, có những vị đi qua đây, đi bằng máy bay có, đi bằng xe có, đi quá gian người ta có, và thậm chí dồn lại 4-5 người xe cũng có, ngồi kiểu nào cũng có. Mục đích là chúng ta tới được đây, bước xuống xe rồi thì chúng ta có một bầu trời thênh thang, một nơi chốn thoáng mát. Nhưng mà trong quá trình, cho nên khổ đau chỉ là một quá trình. Nhưng mà cái tối thượng của đạo Phật là gì? Là thấy khổ để hết khổ. Cho nên mình mới có tứ diệu đế. Đức Phật thuyết tứ diệu đế là nói cái khổ, để cho chúng ta ý thức cái khổ, ý thức nó chứ không chịu trận với nó. Ý thức đời là khổ, nhưng đời đâu có viễn, đời là khổ chấm hết đâu. Có phương pháp giải khổ. Đạo Phật chính là phương pháp giải khổ. Và cái rốt ráo của nó chính là an lạc Niết Bàn. Cho nên đối lại với khổ là gì? Là Niết Bàn. Nó không có sai lệch. Vì vậy gọi là pháp ấn. Cái ấn của cuộc đời này, cái bất di bất dịch của nó chính là khổ. Nhưng cái bất di bất dịch của nó cũng chính là Niết Bàn. Tại vì anh hết khổ là anh có Niết Bàn. Mình mà đau răng mà được đưa vô trong nha sĩ, mà anh làm việc chừng tiếng hồ sao ra cái Niết Bàn có mặt liền. Tại vì bây giờ hết đau răng rồi. Hồi nãy thấy mía không dám ăn, giờ hết đau răng rồi dành ăn mía. Như vậy thì đại chúng nhớ, khổ không phải là, khổ chỉ là một quá trình. Khổ chỉ là một quá trình. Mà cái mục đích tối thượng của đạo Phật là phương pháp giải khổ. Không phải, ví dụ như mình đi xuống nấu ăn, khi mình nhìn lên một bàn ăn, mình thấy là quá chừng những món ăn đã được trưng bày ở trên bàn một cách rất tốt. Nhưng đừng quên rằng cái bàn ăn này nó thật thịnh soạn ngon như vậy đó, trước khi nó thành tựu này thì nó đi qua cái gì? Đi qua một quá trình sắc gọt, hầm, nấu, chiên, xào, đủ cách, đủ mùi vị, đủ kiểu. Có cái phải hấp, có cái phải hầm, có cái phải nấu, có cái phải luộc, có cái phải chiên, có cái phải xào. Đi qua tất cả những quá trình đó để chúng ta có được bữa ăn này. Đối với người già hung là già khá chút, rau luộc phải mềm. Đối với người còn răng, rau luộc không cần mềm. Chỉ có cái rau luộc thôi, mà cũng phải hai giai đoạn. Tại vì sao? Vì phải đối cơ. Nào luộc cho người già thì phải luộc mềm chút. Thậm chí không, chẳng những vậy mà luộc ra rồi phải lấy kéo, lấy dao sắc nhỏ nhỏ một chút. Vì mình muốn đãi họ ăn thì phải đối cơ. Vậy thì Phật pháp là để làm gì?
để giải khổ, mà trong quá trình giải khổ phải quán cơ để đối cơ. Người nào được pháp này, người nào được pháp này, phải không? Cho nên khi mà Đức Phật dùng chữ thuyết, nghĩa là Ngài quán cơ. Trong kinh nói, Đức Phật trước khi thọ giảng pháp gì, Ngài phải nhập định pháp đó. Ví dụ như trước khi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, thì cái định của Phật phải nhập vào đó là gì? Định vô lượng nghĩa xứ. Đức Phật phải nhập vô cái định vô lượng nghĩa xứ để nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật muốn nói kinh Bát Nhã, Đức Phật phải nhập vào cái định gọi là đẳng trì vương. Trì một cái pháp mà nó cao tột như pháp của vua. Và cái pháp này để làm gì? Để thấy được cái bình đẳng của nó mới thuyết được Bát Nhã. Tại vì Bát Nhã là một cái trí tuệ siêu việt, nó hơn tất cả trí tuệ của thế gian. Nhưng mà trí tuệ đó có đủ khả năng thấy được các pháp bình đẳng. Sống và chết chỉ là một, tăng và giảm chỉ là một. Tại vì mình không hiểu, mình thấy chỗ này tăng chỗ kia giảm. Chứ còn nếu mình nhìn rõ rồi, ôi không sao đâu, tăng đây mà nó giảm chỗ khác, giảm chỗ này mà nó tăng chỗ khác. Ví dụ Pháp Hòa hay đưa ví dụ vậy. Mình xúc một muỗng đất chỗ này thì mình thấy nó giảm nhưng mà lại nó tăng chỗ này. Rồi bây giờ mình cầm cái ly nước lên mình uống một miếng cho nó giảm đây mà tăng trong trong bao tử, trong đường, trong bụng của mình. Rợn lát cái nó đầy bụng, nó giảm bụng nó ra tăng chỗ khác. Rồi cái người mà có được đẳng trì vương của trí tuệ là người ta thấy sao? Dơ sạch chỉ là một. Đó, bây giờ mình hái cái trái cây mình ăn, mình kêu là sạch. Nhưng mà cái này nó tự đâu ra? Tự đất nè, sình bùn nè. Rồi bây giờ nó bọc lên cái cọng rau muống vậy, chứ trước khi nó ở trong một cái vũng lầy sình. Rồi mà nó lên một cọng rau muống thì mình cho là sạch. Nhưng mà sạch này tự đâu? Từ trong bùn đó. Rồi mình thấy một cái hoa sen rất đẹp, nhưng hoa sen từ đâu ra? Từ trong bùn mà ra. Giữa cái người có tuệ giác Bát Nhã thì người ta không có phân biệt dơ sạch, mà ta nói không dơ làm gì có sạch. Rồi bây giờ cái món ăn mình kêu là sạch đó, mình nhai xong được 3-4 miếng mình nuốt cái vô, đừng khỏi cần nữa, nhai xong đưa ra là bắt đầu ta không thèm nữa. Hồi nãy trên dĩa là có thể dành đó, nhưng mà lỡ mà ai lấy trước nó bỏ một miệng nhai vài ba cái, nó thôi tôi không tích rồi, tôi không nhường cho chị rồi thôi. Đấy, mới hồi nãy sạch đó, là bây giờ đã là không sạch rồi. Rồi những thức ăn xin phép là những thức ăn thơm ngon, đầy mùi và đầy hương sắc đó, nó vô cái bao tử mình nó làm việc rồi, khi nó đi ra nó đâu phải là cái đó nữa. Nói như vậy để chúng ta hiểu được Bát Nhã là một loại trí tuệ siêu việt, và thấy được cái đó rồi thì chúng ta giảm được cái tâm phân biệt, mà chúng ta thấy nó có cái tương dung với nhau, tương nhiếp với nhau. Vậy đi, trước khi Đức Phật nói kinh Bát Nhã, Đức Phật phải nhập vô cái định đó. Trước khi Đức Phật nói kinh Niết Bàn, Đức Phật phải nhập vô một cái định. Định đó gọi là định bất động. Tại vì sao? Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm không có lay động. Tại vì sao? Tại vì Niết Bàn là một trạng thái an lạc của tâm, chứ không phải nơi chốn để chết rồi về. Nhưng mà nếu chúng ta không ở trong cái định đó, thì làm sao chúng ta sống được với Niết Bàn? Cũng giống như trước khi làm gì, chúng ta phải hiểu rõ chuyện chúng ta làm để chúng ta không có sai lệch. Trước khi đại chúng lái xe từ ở tiểu bang của mình qua đến tiểu bang Colorado, là quý vị phải nắm được cái bản đồ đường đi và mục đích tới của mình là ở đâu. Nhập vào cái định đó, định đó là định lái xe freeway, và phải check coi xe của mình có đủ khả năng để nó đi hay không, vân vân, chúng ta mới có thể đi được. Như vậy thì cái chữ nhập định đây là gì? Có nghĩa là chúng ta trở về, chúng ta tư duy nó. Cho nên một chữ thuyết của Đạo Phật không đơn giản chỉ là nói. Không đơn giản chỉ là nói. Cho nên kinh nào cũng nói Phật thuyết. Nhưng mà chữ thuyết là dịch là Phật nói. Nhưng mà chữ nói này nó không đơn giản như chúng sanh mình. Ưng gì thì nói nấy. Thích gì nói nấy. Nhưng mà cái chữ nói này của Đức Phật có đầy đủ của trí tuệ, của định, của giới, của chánh niệm, của định, của tuệ.
Đức Phật phải quán cơ, Đức Phật nói gì chứ? Đức Phật muốn nói gì, nói với ai mà nói cái gì? Chúng sanh ngày hôm đó sẽ là ai? Và mình nói gì để độ được họ? Chứ đâu phải đơn giản. Cho nên khi mà Đức Phật đến nhà ông, đến nhà của ông cấp cô độc ngồi chơi, ông thỉnh Phật về, cái thì đang ngồi nói chuyện với ông cấp cô độc, mà ở phía sau nhà ông, trời ơi, có một cái tiếng nó the thé, nó la, nó rầy, nó chửi, nó bới ôm sơm. Đức Phật hỏi cấp cô độc chứ, ở phía sau nhà cư sĩ có cái tiếng của ai mà nó chói chang dữ vậy? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con thật là xấu hổ, đó là con dâu của con. Bé này con đem về, con cũng đem cái năng lực tu tập con chuyển đó lắm mà nó ương ngạnh khó chuyển quá. Mà may thay hôm nay sẵn thôi, Đức con không định nói tại chuyện xấu hổ của gia đình, mà thôi giờ ngài lỡ biết rồi, con cho nó lỡ luôn. Con xin Đức Thế Tôn khai hóa giùm cho con dâu này. Đức Phật mời cô dâu lên. Con là con dâu của gia đình ông cấp cô độc. Ta có biết trên thế gian này có 7 loại vợ. Ta muốn nói cho con nghe 7 loại vợ này. Vợ như chị, vợ như mẹ, vợ như giặc cướp. Nói xong hỏi, vợ như bạn, vậy con muốn con là loại vợ nào? Còn gặp mình thì sao? Con cái nhà ai mà ăn nói không coi. Mình dũa nó một chập, để mình ra oai. Nói xong nó chống nạnh, nó nói ông là ai mà ở đây dạy đời tôi. Thành thử mình vừa thuyết xong, nó cũng sẽ thuyết lại. Tại vì mình mới ba chuông mà nó bảy mỏ rồi. Mình ba chuông mà nó bảy mỏ rồi. Như vậy thì Đức Phật thuyết đó, Đức Phật có quán cơ không? Phật quán cơ và Phật phải tư duy sẽ nói gì. Bây giờ đây là một cô dâu thì mình sẽ nói những gì nó liên hệ tới một người dâu, một người vợ. Nhưng mà nếu mà cô dâu đó mà cô dâu đó mà là một cô dâu mà Phật nói cái chuyện trị nước trị binh thì đâu có được. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết rằng á, ở trong kinh điển á, một chữ thuyết của Phật thôi thì chúng ta dịch là Phật nói. Cái nghĩa đó cho nghĩa chúng ta thấy là nói. Nhưng mà thật sự chữ thuyết đó nó linh diệu lắm, nó sâu màu lắm. Bởi vì nói mà có suy nghĩ, nói mà có quán chiếu, nói mà có chừng mực. Để làm gì? Để cái chữ thuyết đó nó phải có giá trị, nó phải có giá trị cho người nghe. Và nói xong rồi người ta nói cái chú đó, cái thầy đó, cái ông đó nói lời nói rất có giá trị. Còn nếu không có thì ta nói sao? Thôi đừng nghe người đó nói. Nó nói một không nghe được nửa chút nữa, nó nói tào lao đó. Nó tầm bậy đó. Thí dụ vậy. Cho nên vì chú gì sao? Vì chúng sanh mình là ưng chi nói nấy, mà nói không suy nghĩ, mà nói theo cái bản năng sân si của mình, chứ không phải nói bằng lòng từ bi. Cho nên một pháp sư lên giảng pháp cũng phải có 5 điều cần có. Phải nói bằng tâm từ bi, phải nói vì tâm bình đẳng, phải nói vì muốn cho người ta hiểu, phải nói không cầu lợi dưỡng, phải nói không có ác ý. Một vị pháp sư giảng pháp lên cũng phải nói bằng cái tâm đó. Còn thí dụ như pháp sư mà lên ngồi đây ngó ngó, có cái ông tôi không ưa, mà hồi nào giờ chưa có dịp dũa ổng. Thôi bữa nay nhân cơ hội này lên giảng mà dũa ổng luôn. Vậy thì pháp sư này có ý đồ, có thù cá nhân. Cho nên bài pháp đó rốt cuộc vậy, cái ông đó nghe xong ổng tức lên, nói bữa nay ổng dũa tôi đó. Tại vì sao? Hai người có cái ân quán rồi. Còn dưới này nghe ngơ ngác, nói trời sao bữa nay mình nghe giảng không nghe gì mà nghe dũa không vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hay lắm chữ thuyết đó. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình vô chùa mình học xong rồi mình nghe, bởi mình nói ôi đi vô chùa nghe thầy thuyết pháp thôi chứ mình có cơ hội nào đâu mà được thuyết. Không phải đâu, mình về nhà mình cũng thuyết dữ lắm đó.
Nhiều khi lên xe đi làm với nhau tiếng đồng hồ, mình thuyết từ ở nhà lên thuyết cho tới chỗ làm đó chứ. Nhưng mà thuyết xong tôi thấy trời ơi, tôi xuống xe tôi khỏe ghê vậy đó. Nãy giờ trên xe tôi bị sao, tôi bị áp đảo tinh thần, tôi abuse cái lỗ tai tôi. Cho nên một người thầy khi nói chuyện với đệ tử cũng phải quán chiếu, cũng phải sắp xếp nói cái gì. Mình nói với con mình cũng thế, không phải nói con mình, dĩ nhiên đạo lý thì đúng đó, nói con mình có quyền, nhưng chúng ta sẽ dễ thương hơn, sẽ đẹp hơn. Chúng ta không sử dụng cái quyền, mà chúng ta sẽ lấy cái lòng từ bi và cái bổn phận. Thí dụ ha, đại chúng đi làm, mình làm boss, mình có quyền la nhân viên. Nhưng nếu mình cứ sử dụng cái quyền đó đó, thì lâu ngày cái quyền này nó sẽ hết. Và người ta sẽ cảm thấy chỉ lắng nghe mình là tại vì mình là cái quyền của người boss thôi, một người chủ, một cái người sếp thôi. Nhưng chúng ta hãy đem cái quyền đó xuống, biến cái quyền đó thành ra bổn phận. Mình là một người sếp, mình có bổn phận điều hành cái người làm của mình. Vậy thì chúng ta hãy nói cái gì mà người làm đó sẽ làm, mà họ làm tốt thì mình cũng được lấy, tại vì mình là sếp họ. Nhưng mà nếu họ làm không xong thì sếp lớn hơn mình sẽ lá mình. Như vậy tại sao ngay từ đầu chúng ta không dùng cái bổn phận nói cho người kia nghe, mà nói với cái bổn phận là nhất định sẽ có sự hướng dẫn, sẽ có sự chỉ dẫn, có sự nhẹ nhàng để làm cho người đó tiếp nhận cái lời nói của mình một cách dễ chịu. Còn nếu không thì người đó sẽ cảm thấy là người đó sẽ bị, đang bị la, đang bị sếp la mình, và cái ngăn cách, cái khoảng cách nó có. Và từ đó cái sự tiếp nối, cái sự truyền thông nó không có bằng là cái sự tình cảm như làm việc chung với nhau, như anh em chia sẻ trong cuộc sống. Thật ra thì ngồi đây không có người nào mà không có quyền hết á. Tại mỗi người mình sẽ có một cái quyền khác nhau. Ví dụ như là bị giờ này mà giao ai dưới bếp đó, người đó có quyền ở chủ làm bếp đó. Nhưng mà người đó chỉ la không à thì sao? Thưa thầy, mai con bệnh con không xuống phụ được. Nhưng mà nếu như người đó lấy cái bổn phận mình, nếu mình hướng dẫn người ta làm đàng hoàng, việc của mình sẽ tốt hơn. Và mình sẽ mỗi ngày sẽ càng thêm người phụ mình. Thấy không? Cho nên cụ Nguyễn Du cũng nhắc mình, có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. Thì cũng như thế. Đức Phật có quyền một vị thầy, nhưng mà có bao giờ mình thấy Phật la rầy ai một cách nặng nề đâu. Trong kinh chỉ dùng cái từ là quở thôi. Phật quở tức là gì? Chữ rầy, chữ nhắc nhở. Thầy đừng có nói như vậy, thầy nói như vậy là không có đúng cái ý tôi. Ngay cả kinh người bắt rắn, thầy đó hiểu lầm ý của Đức Phật, Đức Phật gọi lại. Tôi nghe người ta hiểu, nói là thầy hiểu vậy phải không? Thầy hiểu không có đúng ý tôi thì nhắc lại. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có một cái đức tin nào, chúng ta cần trở về cái ngôi nhà tâm linh đó để chúng ta lắng nghe, học hỏi, rồi chúng ta đem về chúng ta áp dụng. Và quý vị sẽ thấy rằng sau một khóa tu này, nếu tất cả đem cái tâm thành ý mà lắng nghe, và các vị giảng sư sẽ dùng cái từ thuyết mà nãy giờ Pháp Hòa nói đó, có quán cơ, có lòng từ, có quán chiếu, có tu tập, có niệm, có định, có tuệ, thì cái lời nói đó sẽ đi sâu vào trong lòng của người nghe. Với người nghe, đừng nghe thờ ơ, đừng ngồi cho có vị, mà ngồi bằng tâm ý thành kính lắng nghe. Tại vì sao? Tại Phật có dạy mình, nếu mình ngồi mình nghe mà nghe xong rồi không có để tâm để ý gì hết, ngồi cho nghe vậy thôi, tại vì lỡ vô đăng ký rồi không ngồi lên nghe, lát vô ăn cơm ta nhìn chết. Thôi rồi, nghe xong nhớ gì. Phật gọi cái đó là gì? Đó là trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược là đang ngồi về là cái cầm cái nồi lật úp lại cái nó rớt nó chảy thôi hết. Đó gọi là trí tuệ lộn ngược. Rồi có một loại trí tuệ nữa, kẹo để trên cái bắp chân nè,
Đứng dậy thì sao? Nó tuột xuống hết. Đó là trí tuệ bấp vế. Hai cái này không nên có. Nên có một cái trí tuệ thứ ba là trí tuệ rộng lớn. Nghe rồi nhớ, nhớ rồi tư duy, tư duy rồi thực hành. Ba dạng người nghe pháp, mà trong ba mà hai dạng người kia là trước quớt rồi. Ngồi nghe thôi rồi đứng dậy là chả nhớ gì hết. Hỏi hay không? Rất là hay. Trời, bữa nay chị không đi nghe pháp hay lắm. Hỏi ổng giảng gì tôi cũng không nhớ nữa. Nói nhiều quá. Thôi bữa nào nghe băng lại đi. Mình quảng cáo dữ dội lắm mà hỏi mình chả nhớ nói gì trơn. Thậm chí đề tài cũng không nhớ luôn. Thế cho nên sáng hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, chỉ có đôi điều nhắc là mình gom lấy cái ý đó lại. Để Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái chính là chúng ta là người Phật tử. Chúng ta đến với đạo tràng, đến với khóa tu. Mình có con mắt để mình nhìn, có tai để mình nghe, có tim để mình cảm. Hãy nhìn cái gì nó thiết thực để mình ứng dụng nên nhìn. Nghe những cái gì nó thiết thực để ứng dụng cho mình nên nghe. Dĩ nhiên trong cái thời gian tâm sáu ngày này, có những hình ảnh có ai đó làm mình khó chịu lắm. Có ai nói gì đó mình sẽ khó nghe lắm. Nhưng mình có trái tim biết cảm hết mấy cái đó. Cái nào hợp với mình thu nhận. Cái nào không hợp không có nghĩa là nó vô bổ nha. Nó có thể nó ở phương diện cho người khác. Cũng giống như cà ri mình không thích thì nó không phải là không ăn được. Nó sẽ rất là món khoái khẩu cho những vị nào thích cà ri. Tại mình không thích thôi. Nhưng mà đừng xác định món đó là dở. Chỉ vì mình không ăn được thôi. Hiểu ý mà nói không? Trong cuộc đời này cũng vậy. Có những việc ai đó làm, chúng ta đừng cho nó là vì có thể nó không hợp với mình thôi. Và để làm cho cuộc sống mình bớt căng thẳng, bớt phiền não và thậm chí bớt lỗi lầm, chúng ta nói những điều chúng ta chưa xác định, thì cứ nhận cái gì chúng ta cảm được, còn cái khác để cho người khác. Cũng giống như Pháp Hòa hay thực tập, khi Pháp Hòa muốn đỡ tiếc một cái việc gì đó, thí dụ Pháp Hòa đang để 10 đồng đi, lỡ và mất 10 đồng thì Hòa hay suy nghĩ nè. Thứ nhất, mình không cẩn thận. Thứ hai, người nào lấy tức là họ sẽ xài. Chứ đâu ai lấy mà đem dùng rác. Thì bây giờ mình không xài 10 đồng đó, người khác xài. Nghĩ như vậy cái đỡ tức. Đỡ tức mà đỡ tiếc. Pháp Hòa hay nghĩ vậy lắm. Cái việc gì Pháp Hòa lỡ mất là Pháp Hòa suy nghĩ mình không xài, người khác xài. Mình mới bới chén cơm thiệt là ngon, toàn là món mình thích, xây tới xây lui chén cơm mất tiêu. Không sao, đây là một chén cơm ngon. Mình biết nó ngon, người khác cũng biết ngon. Vì người ta biết ngon nhưng người ta nhanh tay hơn mình. Và người ta thỉnh chén cơm đó để người ta thưởng thức, chứ không lẽ ai lấy chén cơm để đem đổ sao? Thấy được như vậy, tâm mình bình an. Được phần mình, thua phần mình thì người khác sẽ được. Mà được phần người ta thì phần mình sẽ chịu thiệt. Trong cuộc sống, để cho tâm mình bình lặng trước mọi thịnh suy còn mất. Xin thưa đại chúng nè, có một cái điều Pháp Hòa quán nữa. Trong cuộc đời mình nó có những cái mình thấy, mình mất. Nhưng mà mình mất vài chục đồng, mình mất một đôi dép, mình mất một cái áo. Cái đó nó rất nhỏ so với cái mất tình, mất nghĩa. Thậm chí so với mai này mình mất cả cha, cả mẹ, cả người thân. Nó còn nặng hơn cái mất tô cơm, mất đôi dép ngày hôm nay nữa. Và hãy để cho cái tâm mình nó nổi lên khi mình mất cái gì đó, rồi nhìn lại cái cách tu, cái cách đối xử của mình. Mình mới biết được cái năng lực tu tập của mình. Đó, mình đi tu cũng dữ dội lắm đó. Kinh nào mình cũng thuộc hết á, thầy nào mình cũng quen hết á. Nhưng mà rốt cuộc khi đụng chuyện tới mình đã đối việc như thế nào, để mình hiểu được cái nội công tu tập của mình. Chừng đó mình biết mình có nội công thâm hậu. Còn không thôi là bị chấn thương. Và bị nội thương.
và phải tìm ai đó truyền công lực. Mà nếu người đó công lực không đủ nữa thì hai người tẩu quả nhập ma. Rốt ruột mình thành một anh kiếm hiệp múa kiếm mà chẳng biết gì hết. Thôi mình nghĩ